Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với X-Talk số 169, buổi talk hôm nay khởi đầu năm mới Giáp Thìn. Thay mặt ban tổ chức X-Talk, tôi xin kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào và viên mãn, một năm mới sẽ thành công rực rỡ. Và trước khi chương trình bắt đầu, các bạn đừng quên đổi tên theo đúng cú pháp mã số sinh viên cùng với họ và tên của mình để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn. Khách mời số X-Talk đặc biệt mở đầu năm Giáp Thìn đón chào mentor Phạm Viết Hồng Lĩnh, Technical Solution Leader công ty Hybrid Technology. Và mentor Hồng Lĩnh sẽ giới thiệu lộ trình phát triển từ front-end developer trở thành tech lead. Và không để các bạn chờ đợi thêm nữa, xin được trân trọng giới thiệu mentor Phạm Viết Hồng Lĩnh. Cảm ơn Hằng. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay dành thời gian tham dự buổi TikTok ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu thì mình tên là Lĩnh và mình sinh năm 92. Hiện giờ thì mình đang là Technical Solution Leader ở công ty Hybrid và hôm nay sẽ là người chia sẻ chủ đề lộ trình phát triển từ front-end developer trở thành tech lead cho các bạn. Thì trong quá trình mà mình chia sẻ thì nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì có thể nhắn lên Zoom và bạn Hà sẽ có thể là mở mic cho các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thể gửi tin nhắn vào group chat hoặc là có thao tác giơ tay nhé. Ban tổ chức sẽ bật mic cho các bạn để các bạn có thể trao đổi trực tiếp với mentor. Cảm ơn mentor, cảm ơn các bạn. Thì mình sẽ xin bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về khung nội dung chương trình của buổi chia sẻ thì mình sẽ gồm có 6 phần. Nhất là mình sẽ giới thiệu về cơ bản về nghề nghiệp, về nghề developer, về thị trường, về công ty, thế giờ mình đang làm. Thứ hai là mình sẽ nói về cái sơ đồ tổ chức của một công ty phần mềm, sẽ là sơ đồ tổ chức cơ bản thôi, còn tùy mỗi công ty nó sẽ có một cái sơ đồ nó cụ thể khác nhau, nhìn chung nó sẽ theo sơ đồ này. Tiếp đến thì phần 3 thì mình sẽ nói về cái technical stack, như là những cái ngôn ngữ, những cái công cụ và những kỹ năng cần thiết để bạn có thể trở thành một lập trình viên. Thứ tư là mình sẽ chia sẻ về kỹ năng xin việc khi mà các bạn đã nắm được học xong về ví dụ học ở Phoenix xong chẳng hạn, nếu các bạn muốn chuẩn bị một CV để gửi cho các công ty phần mềm ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc thậm chí là công ty nước ngoài, thì mình cũng có thể có vài tip cho các bạn để các bạn có thể phỏng vấn và làm CV hiệu quả. Tiếp theo là khi các bạn phần năm là kỹ năng làm việc, khi các bạn đã pass phỏng vấn rồi thì bạn có thể làm việc làm sao đó cho hòa nhập với cả môi trường nhanh nhất, hiệu quả nhất, thì mình có một vài cái tip nho nhỏ. Và sau năm phần này đến phần 6 hỏi đáp thì mình sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của mọi người. Phần đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu một chút về nghề developer là gì, nghề lập trình viên là gì. Lập trình viên thì có một cái rất hay như này, ví dụ như các bạn ngày xưa các bạn IT thì hay nhờ cái Win đúng không? Nhưng mình làm developer lập trình viên thì mình hay bị nhờ là hack Facebook. Thì thực tế là mình cũng không không phải cái việc gì mình cũng biết. Lập trình viên thì nó cũng nhiều 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 mảng, nhiều ngành. Thực tế là đến bây giờ đến vị trí của mình là tech lead rồi nhưng mình vẫn chưa biết hack Facebook. Đó. Thế thì vậy lập trình viên là gì? Thế là chúng ta sẽ sau khi chúng ta học ở trên trường thì chúng ta sẽ biết được một vài khái niệm cơ bản về các ngôn ngữ lập trình, và chúng ta sẽ dùng các ngôn ngữ lập trình đấy để biến các cái yêu cầu từ khách hàng, từ doanh nghiệp trở thành một sản phẩm chạy được ở trên các thiết bị, ví dụ như là trên máy tính hoặc là trên điện thoại, vân vân.
thì chúng ta sẽ là người mà hiện thực hóa các cái ý tưởng và các cái bản thiết kế, các cái nghiệp vụ của khách hàng, của doanh nghiệp, và chúng ta sẽ code, sẽ viết ra dòng code để cho máy tính hiểu và hiển thị nó lên trên máy tính. Thì nó là nó cách sơ lược thì lập trình viên công việc là như vậy. Ngoài ra thì người lập trình viên thì cần phải liên tục học hỏi và liên tục nghiên cứu vì công nghệ thay đổi liên tục. Thì thường là tuổi đời của một bạn lập trình viên nếu mà đẹp nhất ấy, thì nên là trẻ một chút, thì lúc ấy bạn học các cái công nghệ mới dễ. Còn những cũng có rất nhiều trường hợp là các bác lập trình viên cũng lớn tuổi thì họ sẽ theo đuổi những cái ngôn ngữ nó cơ bản hơn và nó lâu đời hơn, ví dụ như là C cộng cộng hay C này. Đó. Tuy nhiên thì bây giờ có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau thì và cũng khá là hay. Nếu mà các bạn muốn tham gia vào ngành IT thì nếu mà trẻ một chút là tốt nhất, khả năng học hỏi mình là tốt nhất. Tiếp đến thì trong cái ngành lập trình viên ấy, thì người ta có chia ra làm các nhánh. Thì bản thân mình là đi lên từ front end, mình là lập trình viên front end. Tức là front end là gì? Tức là mình sẽ lập trình cái giao diện của một trang web này, giao diện của một app mobile này, của mất khi một cái gì nó hiển thị ở trên màn hình, nó gọi là front end. Cái gì mà hiển thị về phía người dùng gọi là front end, là phía trước ấy. Ngoài ra thì ngoài front end ra thì cũng có một nhánh nữa là back end. Em đằng trước rồi, front là đằng trước đúng không? Back là đằng sau. Thế là khi mà chúng ta giao tiếp với cả phần mềm thì chúng ta click chuột hay là chúng ta tương tác với cả cái phần mềm đó thì nó sẽ xử lý cái gì? Thì nó sẽ nằm ở back end này. Nó sẽ xử lý từ phía server và nó sẽ xử lý logic như nào đó để nó trả về chúng ta một cái kết quả nào đó. Tiếp đến thì chúng ta có một nhánh nữa là DevOps. DevOps thì là những cái người mà họ sẽ chủ yếu là vận hành liên quan đến hệ thống. Họ sẽ xây dựng nên một hệ thống là như ví dụ như một vài công ty là DevOps thì ví dụ hàng trăm người, nhưng DevOps chỉ cần vài người thôi. Họ sẽ xây dựng ra một cái hệ thống làm sao đấy để cho các team dev có thể là deploy code lên nhanh nhất, teamwork với nhau một cách mượt mà nhất. Ví dụ như là họ sẽ xây dựng một cái hệ thống Jenkins này. Thì khi mà front end và back end các cái team dev họ dev sản phẩm xong, họ đưa code của họ lên server chạy thử. Thì ông DevOps này làm sao cho cái quá trình từ lúc mà code xong, put code lên server để chạy thử nó trơn tru nhất, lúc vận hành nó như nào tối ưu nhất thì ông DevOps. Tiếp theo là full stack thì là tất cả cho một, nghĩa là ông full stack này ông làm tất luôn, cái gì ông cũng biết. Đó là sơ qua về các nhánh của nghề lập trình viên. Thì mình sẽ có thể liệt kê ra, mình sẽ liệt kê một vài cái ngôn ngữ mà hiện giờ đang được tuyển dụng khá nhiều ở trên thị trường ở Việt Nam. Ví dụ như là front end thì thường là chúng ta sẽ thấy là có là hot nhất là React. React là cái ngôn ngữ là thư viện sử dụng cho front end và hiện giờ đang được trả lương cao nhất. Nếu để nắm nắm vững được cái React này thì bạn cần phải biết về JavaScript. Hiểu được cơ bản JavaScript thì bạn sẽ nắm được React front end rất nhanh. Và tiếp theo là Next.js. Là một cái thư viện mà giờ mức lương đang là cao nhất ở trong thị trường front end hiện tại. Cái này thì tại sao mình biết được, bởi vì là khi mình trong quá trình mình đi tìm việc thì mình cũng được trao đổi với các gọi là headhunter, các công ty mà săn đầu người, họ sẽ lấy thông tin của mình và họ gửi cho các công ty thì họ cũng chia sẻ lại với mình như vậy. Thị trường ở Việt Nam hiện giờ là vậy. Ngoài ra thì bên cạnh
ngôn ngữ này chúng ta có thể nghiên cứu một vài cái framework frontend khác thì cũng 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 có khá nhiều việc như như Vue.js này. Vue.js này thì cũng cũng có. Thế ra khi cái này dùng dùng là một JavaScript framework nhé, dùng ngôn ngữ JavaScript. Ngoài ngoài ra còn rất nhiều nữa. Và còn nếu mà một bạn gia nhập vào một công ty có tuổi đời lâu và có hệ thống nó cũ và cần cải tiến thì họ sẽ hay sử dụng PHP. HTML, CSS cơ bản. Ba cái này là bạn có thể làm front end được rồi. Đó là về front end. Tại sao mình lại chọn front end để mình phát triển? Vì back end thì DevOps, full stack thì mình sẽ giải thích qua về ba cái nhánh này trước. Vậy, sau đó mình sẽ nói lý do tại sao mình lại phát triển từ front end. Đây là cái chia sẻ từ câu chuyện về phát triển của mình. Còn nếu mà các bạn cảm thấy có điều gì là hợp lý mà bạn áp dụng được thì các bạn có thể áp dụng, còn không thì chúng ta có thể tham khảo. Tiếp theo là back end là gì? Nhiệm vụ back end là chúng ta sẽ code cái phần server, chúng ta sẽ xử lý logic, và những người back end này sẽ là những người mà có trí tưởng tượng khá là cao. Bởi vì sao? Bởi vì khác với front end. Front end là chúng ta code xong thì chúng ta sẽ hiển thị trên màn hình ngay lập tức. Để chúng ta có thể hiểu được cơ bản là code chúng ta chạy như nào ngay. Nhưng back end thì khác. Back end thì chúng ta phải tưởng tượng. Nhiều khi là chúng ta code xong mà không hiểu là code chạy được hay không, mà nhiều khi cũng rất thần kỳ là nó chạy được. Ví dụ thế. Thì cái này thì cần các bạn có tư duy logic tốt này, và đảm bảo mình cho ra một cái hệ thống trả respond lại cho khách hàng, cho front end hay cho bất kỳ hệ thống nào khác từ server một cách tối ưu, thời gian đáp ứng nhanh nhất. Đó là back end. Thường là những cái hệ thống lớn thì back end là một cái khâu quan trọng nắm giữ cái gọi là core của một hệ thống cái gì nó gọi là bí quyết nhất thì thường là back end nào. Các ngôn ngữ mà hiện giờ mà back end đang đang hot hiện nay thì ví dụ như là Node.js này, hoặc là Java, hoặc là C#. C# có ASP.NET đúng không? Java thì có Spring, thêm Spring Boot, vân vân và vân vân. Ngoài ra back end thì nếu mà các bạn vào công ty mà người ta cũng phát triển lâu rồi thì người ta cũng dùng PHP nhiều. PHP thì mình thấy cũng nhiều việc, cũng nhiều mà có các cái trend mới, có thể là nó như Node.js hoặc là Next.js này, có thể là nó mới và nó tiện, nhưng mà các cái hệ thống cũ ấy, thì nó vẫn đảm bảo cái sự tin tưởng, tin cậy hơn. Thậm chí là Java, nhiều hệ thống người ta vẫn chỉ dùng Java bản 8 thôi. C# thì ra đến bản hơn 7 chấm rồi, nhưng mà họ nhiều hệ thống họ chỉ sử dụng bản 4.6 à, đấy. Thì đặc thù backend này quan trọng là nó là sự tin cậy. Hệ thống phải ổn định. Khi mà chúng ta áp dụng cái công nghệ mới vào backend thì nó sẽ có rất nhiều rủi ro liên quan đến sự ổn định. Nhiều khi là cái sự ổn định này nó còn quan trọng hơn là chúng ta chạy theo công nghệ mới. Thì nó là backend. Backend thì quan trọng là cần phải nhiều năm kinh nghiệm. Và vì chúng ta áp dụng cái công nghệ mà nó cũ, tạm gọi là so với frontend thì nó là cũ. Cho nên là chúng ta cần phải cái thời gian học của công nghệ cũ đấy nó lại còn lâu hơn là chúng ta học công nghệ mới. Bởi vì sao? Với một người mới bắt đầu vào nghề lập trình viên ấy, để chúng ta có thể học được hết toàn bộ các cái thủ thuật, các cái cách code của một
lập trình viên lâu năm kinh nghiệm backend thì chúng ta cần rất nhiều thời gian. Trong khi frontend thì sao? Frontend thì vì nó thay đổi liên tục. Gần đây nhất là mới ra phiên bản ví dụ như là Next.js này, mới ra Next.js 14 được mấy tháng thôi thì rất nhiều các cái function mới, các cái cách sắp xếp code, các cái tổ chức code nó gần như là khác, rất khác so với bản cũ. Chỉ cần một hai phiên bản thôi là frontend nó đã khác hẳn. Giống như là chúng ta mốt của năm nay so với năm ngoái nó khác nhau đúng không? Thì frontend nó cũng kiểu vậy. Năm nay thì cái ngôn ngữ thiết kế nó thay đổi. Thì ra là những cái người mà người ta mới tham gia vào lập trình ví dụ như mình ngày xưa thì mình chọn frontend bởi vì là mình thấy là cùng là một cái cách tiếp cận một cái syntax mới tinh thì mình có khả năng là mình sẽ nổi bật hơn một tí so với là mình tiếp cận backend và những con cũ như là Java hay là C#. Tuy nhiên là nếu bạn nào mà thích backend ấy, thì các bạn chính là những người mà cần phải có tư duy logic và khả năng tính toán và khả năng tưởng tượng tốt. Thì tùy theo cái năng khiếu và sở trường các bạn là gì. Để biết được sở trường của mình thì lời khuyên của Lĩnh là các bạn có thể đi học thử loanh quanh vài trung tâm ở Hà Nội hoặc là các xung quanh những cái trường xung quanh mà chúng ta có đi đi học một chút thì chúng ta sẽ so sánh bản thân mình với những cái bạn đồng trang lứa xem là chúng ta nổi bật hơn các bạn khác ở cái điểm nào. Thì chúng ta chọn cái nhánh đó thì chúng ta phát triển nhanh hơn. Còn về DevOps thì sao? DevOps thì cái ngành này mấy ông DevOps này mình thấy trả lương cũng cao mà công việc cũng nhàn. Thực tế là có khả năng là lúc mấy ông DevOps này bận thì mình cũng không để ý, không không nhìn thấy, còn lúc mình gặp mấy ông DevOps thì mấy ông nhàn lắm vì chủ yếu là giống như thủ môn ấy, khi nào có sự cố gì mấy ông mới xuất hiện thôi, còn bình thường hệ thống vận hành ổn rồi thì ông ấy cứ đứng đấy rất nhàn. Thì DevOps thì chúng ta cần nắm vững cái gì, nhất là về hiện giờ cái DevOps thì đang hot một cái ngôn ngữ như là Golang này. Đó. Mình thấy gần đây đã hot cái ngôn ngữ này. Ngoài ra thì các bạn muốn theo DevOps thì các bạn nên nghiên cứu lên thêm về AWS thì có cái certificate bạn cố kiến cho mình về certificate solution architect của AWS này. Họ sẽ chỉ cho các bạn cách để xây dựng hệ thống vận hành trên nền tảng AWS. Thì khi mình đã hiểu cái nền tảng này rồi chúng ta áp dụng các hệ thống khác thì nó cũng, cũng nhanh thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể nghiên cứu thêm về Jenkins, về Docker, sao để mình dùng Jenkins mình deploy Docker này như nào đấy. Đó. Thì nó là các từ khóa để các bạn theo DevOps. Ngoài ra thì các bạn nên về hệ điều hành thì các bạn cần phải hiểu hết cả các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Ubuntu này, rồi DevOps, DevOps rất là dành Ubuntu. DevOps với ông backend rồi Windows thì đương nhiên là các bạn cần phải biết rồi, và Mac OS các bạn cũng cần phải biết để làm sao bạn hiểu được cái core, cái cách vận hành của một phần mềm, một cái hệ thống ở trong các hệ điều hành khác nhau. Thì sau đó thì các bạn sẽ có thể đưa ra một cái giải pháp nào đó để chạy cái hệ thống của các bạn tối ưu. Ngoài mấy hệ điều hành này ra thì các bạn cũng cần hiểu về cái cơ sở hạ tầng, các cái giao thức truyền protocol. Ngày xưa mình từng làm ở một cái công ty về ở Úc và là công và một công ty Mỹ nữa thì họ hay dùng cái Jenkins với Docker này và áp dụng theo cái mô hình Agile để phát triển phần mềm. Ok, đấy là DevOps. Full stack thì như là các bạn biết hết tất cả cái mình vừa nói và công cộng nữa, rất nhiều thứ khác nữa. Đó. Thì nếu mà ở cá nhân mình với kinh nghiệm là mình từ front end, senior front end đi lên thì mình
khuyên các bạn nếu các bạn mà muốn đi theo frontend giống như mình thì các bạn nên học thêm về design thiết kế. Ngày xưa thì mình cũng may mắn là mình cũng trong lúc rảnh rỗi mình cũng tham gia lớp học của FPT Arena. Mình khóa học đấy thì mình có 4 kỳ học trong 2 năm thì mình biết được thiết kế một tuần khoảng 2 3 buổi, 3 buổi. Khoảng thì sau khi mình biết thiết kế rồi thì mình sẽ nhận mình sẽ hiểu được cái tinh thần của một bản thiết kế. Ít nhất là mình hiểu được cái đấy ạ. Thì khi mình lập trình frontend thì mình sẽ nhận bản thiết kế ấy mà mình lập trình ra nó thì mình sẽ sản phẩm nó sẽ tốt hơn. Và cái người thiết kế và người ta cũng sẽ bên designer họ sẽ không không phải phàn nàn gì nhiều về cái sản phẩm của mình nữa. Đó thì mình phải tập trung vào cái logic và các cái khác thôi. Ừ. Ngoài ra thì mình cũng hay chia sẻ ở các cái buổi training ở công ty về cho các front-end developer về các cái định luật về thị giác. À, cái này tại sao một front-end developer cần phải biết? À, bởi vì là khi mà nhận một bản thiết kế từ designer thì nhiều khi là designer không thường là 99% là không thể nào mà thể hiện được hết sản phẩm của mình trên tất cả các thiết bị các màn hình khác nhau, họ chỉ có một bản thiết kế trên một cái khung màn hình chuẩn thôi, như là Full HD hoặc là 4, nhiều khi không có bản 4K 2K như mình. Đến cái trường hợp mà nó màn hình nó lại đợt này nó lại ra màn hình mà không phải định theo kiểu Full HD nữa mà Full HD cộng nữa. Thì với một developer thì mình vẫn phải một front-end developer thì nó vẫn phải đảm bảo được là trên tất cả các thiết bị chúng ta phải chạy sẽ được và nó phải đúng với cả tinh thần thiết kế. Thì để nắm được điều đó thì chúng ta phải biết các định luật về khoảng cách này, định luật về đồng đẳng, một vài cái định luật làm sao là tại sao lại một cái bức ảnh thiết kế nó lại khuyết như này đó. Đó. Và khi chúng ta ra co giãn các màn hình khác nhau mà nó lại không khuyết nữa thì nó lại sai tinh thần gọi là nhấn. Đó. Tại sao là trên bản thiết kế này có những cái thành phần nó to nhỏ khác nhau và cái mục tiêu của cái bản thiết kế này nó đang nhấn vào đâu thì mình cũng nên biết. Thường một bản thiết kế của một website nó đâu giờ đấy khoảng 2 đến 300 trang thì chúng ta cũng không có thời gian, chắc chắn là designer không có thời gian để giải thích hết từng từng ý tưởng của từng khung hình một. Chúng ta thì chúng ta cũng phải nên tự tự biết là vài cái cơ bản như ở cái bức hình này này định là sự nhấn đấy nhìn. Cái không thì cách hiển thị càng gần thì càng nhấn mạnh và càng xa thì sẽ càng ít ít nhấn hơn, nghe tổng thể bị phá vỡ. Vậy thì trên bức ảnh này thì cái nhấn nằm đâu, nó chính nằm ở ô đen đen này đó. Khi chúng ta co giãn các cái sản phẩm các cái màn hình khác nhau của bản thiết kế này chẳng hạn, làm thế nào được cái ô đen đen này người ta vẫn nhấn vào đây, người ta vẫn lại mắt người ta vẫn để ý vào đây đúng không? Cho nên mà co giãn làm sao cho mắt lệch ra chỗ khác thì làm sai tinh thần thiết kế rồi. Còn nếu mà bạn nào mà thích nghiên cứu về các cái định luật thiết kế này thì cũng rất nhiều tài liệu có tiếng Việt, có sách tiếng Anh, có rất nhiều các bạn có thể tham khảo thêm. Thế lại khá hay. Đúng rồi, frontend. À, tiếp đến thì mình sẽ chia nhỏ các cái nhánh này ra nhé. Thường thì các nhánh này nó sẽ chia thành các level. Khi chúng ta đã quyết định trở thành một lập trình viên thì chúng ta sẽ biết cần phải biết được là cái cấp độ của mình đang ở đâu và mình nhiệm vụ của mình là gì, mình đang hướng đến các level sau thì chúng ta cần phải cải thiện kỹ năng nào. Thì nó gồm một lập trình viên thì thường có mấy cấp độ, thứ nhất là từ intern này, các bạn sẽ là thực tập của một công ty. Đó. Và khi chúng ta các bạn thực tập xong, các bạn được nhận là chính thức thì các bạn trở thành fresher. Và sau các bạn khi các bạn làm fresher một thời gian thì bạn sẽ lên level junior. Và khi mà lên level junior xong thì bạn một thời gian vài năm bạn có thể lên level middle. Đó. Và cấp cao nhất ở trong nghề dev, nếu mà không tính quản lý
thì là nó senior. Thì đây là 5 cấp độ cơ bản của một lập trình viên. Thường thì nếu với mức thu nhập mà để sống thoải mái ở Việt Nam ấy, thì chỉ cần các bạn đạt level middle, nó rơi vào khoảng 20 đến 30 triệu một tháng là các bạn có thể sống thoải mái ở Hà Nội rồi. Mình xin phép một chút. Cảm ơn các bạn. Thường thì khi mà chúng ta đặt cái mức độ thoải mái là mức mid đồ rồi ấy, thì rất nhiều bạn là chúng ta thấy thoải mái mà chúng ta không chịu lên senior nữa. Thì ra là như thầy mình có chia sẻ là có rất nhiều người người ta mất cả chục năm người ta không lên senior, thì người ta thấy khá là thoải mái ở level mid đồ rồi. Vậy thì làm thế nào để mình chúng ta lên được các cái từng level này, thì mình có thể nói sơ qua như này. Khi các bạn ở intern này, cái đấy thì mình sẽ nói về kỹ năng làm việc. Trong cái phần mục thứ 4 ấy, kỹ năng làm việc thì làm nào qua được từng level này. Tiếp theo là sơ đồ tổ chức. Đây là sơ đồ tổ chức của một công ty phần mềm cơ bản. Cái này thì công ty mình thì sơ đồ tổ chức nó cũng gần giống như này. Tuy nhiên là mình không được tiết lộ, thành ra là mình sẽ lấy cơ sơ đồ tổ chức của tham khảo của ngài Farragher. Ngài Farragher này là ai? Farragher, bác này thì được chứng chỉ của Microsoft về đào tạo SA. Ông này có 25 năm kinh nghiệm trong training, đã có certificate của Microsoft này. Bác này là chuyên là làm diễn giả ở thung lũng Silicon này, chuyên training các vị trí bộ phận trong một công ty phần mềm. Thì bác ấy có đưa ra một cái sơ đồ tổ chức của một công ty phần mềm, nó gồm như thế này. Nghĩa là 5 level của developer ấy, từ intern đến senior, thì các bạn sẽ nằm ở ô này, ô developer này. Và khi các bạn có kinh nghiệm developer lâu năm rồi thì bạn hoàn toàn có thể lên được leader, tech lead. Đây là vị trí tech lead. Tech lead thì các bạn sẽ quản lý các developer khác, các bạn sẽ nhận các cái bản thiết kế về giải pháp, về các cái sơ đồ tổ chức, sơ đồ khối từ SA này hoặc là từ PM này. Đó, các bạn sẽ đưa xuống để triển khai cho các cái bạn developer. Một bạn tech lead sẽ thành công khi mà giúp được cho các cái bạn developer ở dưới là hiểu được yêu cầu này và code được trong thời gian đáp ứng được thời gian code, đảm bảo được chất lượng, thì đó là bạn tech lead sẽ đảm bảo được cái đó. Đấy. Ở trên đây thì chúng ta thấy là có các cái user, là các yêu cầu từ user này, và có bộ phận function analyze. Bộ phận này thì mình chưa có kinh nghiệm lắm thì mình sẽ bỏ qua này. Rồi mình cũng ít làm việc với bộ phận này. Còn là bộ phận thì mình hay làm việc nhiều nhất thì có thể là SA. Làm nhiều công ty thì họ sẽ ghép SA với cả QA với cả PM là một, tùy từng công ty. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta làm việc với SA thì chúng ta sẽ là người nhận cái bản thiết kế giải pháp của SA. Bản thiết kế giải pháp đây một tích lít nhận về là nó gồm cái gì, nó gồm những cái công nghệ tech stack nào sẽ được sử dụng này, và chúng ta sẽ dùng chủ yếu như vậy, tech stack nào sử dụng và thời điểm để triển khai các cái tech stack đó đó là như nào, và thống nhất được cái phần đó thì chúng ta triển khai xuống dưới cho các bạn developer. Và ra ngang với cả SA sẽ có các bộ phận QA. QA này thì khi mà các bạn làm việc công ty bạn sẽ làm việc khá nhiều. QA thường là sẽ tham gia để test các cái phần mềm của chúng ta khi chúng ta deploy thử lên server, chạy thử, chạy test ở công ty.
thì các bạn này sẽ tìm ra bug. Thường là các bạn sẽ lốc ra bug và bắt chúng ta phải sửa, bắt các bạn lập trình viên phải sửa. Đấy, thì thời gian chủ yếu của một developer là ngoài làm việc với team ra thì làm việc với QA rất nhiều. Còn bộ phận deployment manager này thì mình chưa có kinh nghiệm lắm, các bạn có thể tự tìm hiểu. Trên bộ phận QA SA, trên cả tech lead nữa thì có một bác là bác PM quản lý dự án. Bác này thì quyền quyền hạn khá là cao, có thể là thay đổi member ở trong này, có thể quyết định về tiến độ dự án và có thể quyết định là chúng ta cần phải OT hay là không OT hay không. Bạn PM này sẽ quyết định. Bác PM này thì nhìn chung là khá là khéo léo. Mình có làm việc với bạn PM, bác PM thì khá là khéo léo, khả năng nhìn người và quản lý con người khá tốt, thường là bạn PM là như vậy. Và channel sẽ đứng ngoài và sẽ, ý ở đây là trong sơ đồ này channel chính là ông Flanger này, sẽ đứng ở ngoài và roi vào tất cả các bộ phận này và channel cho tất cả bộ phận hiểu rõ cái vị trí của mình. Đó là sơ đồ của một công ty phần mềm, cơ bản là như vậy. Tiếp theo là mình xin chia sẻ về kỹ năng làm việc, kỹ năng xin việc. Đó. Khi chúng ta đã cảm thấy là mình luyện tập đủ rồi chẳng hạn, chúng ta có một cái tấm bằng ở Phoenix hoặc là đấy, chúng ta khá cứng, chúng ta có thể xin việc, hoặc là kể cả các bạn đang học nhưng mà bạn vẫn vẫn xác định là mình có thể là dành vất vả một chút, mình ngày đi học, ngày đi làm, tối đi học, thì các bạn vẫn có thể là xin việc luôn bằng cách là các bạn viết CV. Đây là những cách mà mình đã làm, viết CV này và tham gia phỏng vấn. Để viết CV sau đó là bạn có thể lên mạng và tìm cái trang trang cái hội nhóm về các cái ngôn ngữ các bạn theo theo đuổi, các bạn xin GD của cái Headhunter, những cái bộ phận tuyển dụng nhân sự của các công ty, để xem mô tả công việc và thấy là nếu mà tuyển đúng vị trí của mình và đúng level của mình thì bạn có thể viết CV và apply cho công việc. Thì làm nào viết một cái CV hiệu quả thì ngày xưa thì mình có tham khảo một vài trang như top CV, biết không? Trang này các bạn có cái trang này nổi tiếng thì bạn biết không? Biết không? Cái này thì chúng ta sẽ tự tạo ra một cái CV cho mình, nó rất là đẹp. Nhưng mà chính vì nó đẹp như vậy thì thành ra là không hiệu quả lắm. Đây mình sẽ lấy ví dụ là một cái CV của mình biết. Vì xong sau khoảng 5 6 công ty mình apply cái CV này không hiệu quả thì có một bạn Headhunter có gửi cho mình một cái bộ CV khác thì để mình thử. Bộ CV đây, thì thực ra một cái bản CV của một developer chỉ cần ngắn gọn như vậy thôi, không cần màu mè nhiều, cứ đen trắng như vậy. Thì từ lúc mình chuyển sang cái bộ CV này thì ok, thì ngắn gọn xúc tích như này thì cái khả năng duyệt CV lại cao. Nghĩa là tóm lại là gì, các bạn chỉ cần là hai cột, cột là một cột ghi về kinh nghiệm nếu các bạn có kinh nghiệm, và cột về mô tả. Kinh nghiệm đây thì có thể các bạn có kinh nghiệm ở công ty nào đó hoặc là không phải công ty nào đó, thì các bạn sẽ là kinh nghiệm làm một cái dự án nào đó, hoặc là một cái cột về technical của bạn này và giải thích nó thế thôi. Như này thì nó sẽ đơn giản và nó hiệu quả hơn, đó là cách viết CV. Và chúng ta là lập trình viên cho nên là chúng ta cần phải tập trung vào cái nội dung CV, viết càng cái trình bày càng đơn giản để người đọc người ta tập trung vào nội dung, càng tập trung nội dung càng tốt. À, khi các bạn đã pass vòng CV rồi thì các bạn sẽ đến phòng phỏng vấn. Phỏng vấn đây thì loanh quanh sẽ chỉ có
tất nhiên là mỗi công ty mỗi khác thì tùy từng vị trí, nhưng đây là mình sẽ đã chuẩn bị cho các bạn một bộ câu hỏi. Các bạn chỉ cần nắm được bộ câu hỏi này là bạn hoàn toàn có thể pass một vị trí middle hoặc là senior rồi. Đây là bộ câu hỏi về front end, React. Họ sẽ hỏi mình về các cái từ các cái ngôn ngữ cơ bản, các cái mỗi cái dòng này là nó là cái gì. Họ chỉ cần hỏi nó, họ chỉ hỏi cái này là cái gì này, what này, why, how, nghĩa là nó là cái gì, tại sao nó lại có, nó xuất hiện và là làm nào sử dụng nó. Bạn cần nắm được ba cái từ khóa này, mỗi cái dòng này là bạn nắm ba cái từ khóa đấy là bạn đã pass được level middle rồi. Câu hỏi này là mình lấy của công ty IPAM của Mỹ. Hồi đó thì họ tuyển bộ phận tuyển vị trí middle. Ở đấy là họ chưa có cái văn phòng này đâu. Còn đấy họ mới tuyển remote thôi. Thì họ tuyển vị trí middle là lương khoảng 4.000, nhưng mà cần tiếng Anh giao tiếp phải là fluent English. Còn senior ở bên 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 này thì họ trả là 9.000. Còn đâu, hiện nay mình giới thiệu luôn là công ty của mình thì cũng đang tuyển một vài vị trí. Thì mình thì có bốn chi nhánh ở Hà Nội này, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Tokyo. Ví dụ Hà Nội đi, thì đang tuyển ví dụ như Golang này, Upto 50 này, React thì Upto 35, Team Lead thì Upto 60, Project E 3.000, 3.500, PM thì rơi khoảng 5.000. Thì nếu mà bạn nào nha hứng muốn thử sức thì có thể tuyển ngay vào đây. Trước thì mình cũng cũng ứng tuyển ở trên này thôi. Thì giới thiệu qua chút thì công ty mình là IP Technology, là công ty Việt Nhật, liên danh Việt Nhật, là công ty đầu tiên IPO thành công ở Nhật, công ty Việt Nhật đầu tiên. Xin lấy cái link của trang cà phê ép nói về công ty mình. Đây là anh Minh, CEO của công ty mình. Có khi mà lên sàn chứng khoán vào cuối 2021, công quy mô công ty mình nó rơi vào khoảng hơn 500 người. Đây mình ở góc này đây, có những thời điểm là 750 người, nhưng hiện giờ theo đà sinh thái thì chỉ khoảng 500 người thôi. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể lên YouTube search Hybrid Technology VTV4 chẳng hạn. Thì cũng có rất nhiều cái thông tin phóng sự. Trên tiến trình phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, là khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trong buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản vào sáng nay. Bày tỏ niềm vui khi tiếp đón đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hybrid Technologies dẫn đầu nhân chuyến làm việc tại thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã giới thiệu các đề án trong tiến trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính của khu vực và tin tưởng sẽ nhận được sự hợp tác hiệu quả từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Trước vai trò và tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu một số lĩnh vực thế mạnh quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như cung cấp dịch vụ và giải pháp phần mềm, tư vấn chuyển đổi số, hỗ trợ dịch vụ mạng, cung cấp dịch vụ tài chính. Đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo thành phố cũng như các sở ngành góp phần thúc đẩy hơn mối quan hệ hợp tác của Việt Nam Nhật Bản, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Về sơ qua về công ty mình, nếu các bạn có những hứng nhiều thêm thì có thể search từ khóa là Hybrid Technology tuyển dụng.
Đó, hiện giờ đang còn khoảng 20 vị trí trống. Đó là về kỹ năng xin việc thì các bạn cần phải tìm được một cái, tốt nhất là bạn tìm được một cái CV nó hợp mình. Đó. Sau đó các bạn sẽ gửi CV. Gửi CV thì cần viết làm sao cho nó đơn giản, nó tập trung vào nội dung, không cần màu mè. Màu mè thì nó không hiệu quả, tốt nhất là mình đen trắng thôi. Đó là cái tip phỏng vấn, thì các bạn cần phải hiểu rõ các cái khái niệm và cách vận dụng nó là được. Và tâm lý khi phỏng vấn là chúng ta không cần phải tự tin, phỏng vấn nhiều thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm thôi. Mình thì phỏng vấn cũng cũng trượt nhiều và cũng đỗ nhiều, thì có mỗi lần phỏng vấn thì mình thêm một kinh nghiệm mới. Tiếp đến là mình sẽ nói về kỹ năng làm việc này. Cái này thì mình sẽ chia làm hai phần, là kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập. Các bạn đã được đã pass được phỏng vấn rồi thì cái kinh nghiệm là gì? Khi chúng ta đi phỏng vấn xong ấy mà chúng ta chờ khoảng 1 2 ngày không thấy thông tin gì, nghĩa là chúng ta fail, khoảng 99% chúng ta fail. Còn nếu chúng ta pass ấy, thì thường là chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi là sẽ có thông tin ngay, hoặc là thậm chí là trong buổi phỏng vấn luôn, cái người mà sếp ở cái buổi phỏng vấn đấy, người lớn nhất ấy, to nhất ấy, sẽ thường là mình hay Linh hay gặp trường hợp là sếp sẽ chạy ra, lúc mình ra về chạy ra bắt tay mình lúc mình về, thì rằng ở chỗ đấy là mình pass. Đó, trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ là có email, có điện thoại nhân sự. Còn nếu mà bạn phỏng vấn xong mà chúng ta phỏng vấn xong mà các sếp cũng không thấy có động tĩnh gì cả, ngồi im. Xong rồi chào chúng ta rất lịch sự. Rồi về khoảng 1 2 hôm không thấy thông tin gì thì 99% chúng ta fail. Chúng ta phải tiếp tục phỏng vấn chỗ khác ngay. Đó là kinh nghiệm. Và khi chúng ta đã pass phỏng vấn rồi thì chúng ta cần phải có hai kỹ năng là việc nhóm và làm việc độc lập. Đấy thì quay lại cái phần giới thiệu nghề nghiệp này. Năm cái level này các bạn phải cần phải đạt được cái gì thì bạn sẽ qua cái này. Cái này thì theo kinh nghiệm cá nhân mình thôi. Thì có thể là các vị trí back end và DevOps thì sẽ khác, nhưng mà riêng front end ấy thì mình sẽ như này. Intern. Làm thế nào để bạn trở thành intern tốt và bạn sẽ tiến được lên fresher, như là cái mũi tên này này. Nghĩa là các bạn cần phải nắm được cái khái niệm, các cái khái niệm trong công việc, để khi mà một middle, một senior hay một junior bảo bạn làm gì là bạn biết là nghĩa là chúng ta phải phải lôi cái gì ra để chúng ta nghiên cứu, lôi cái gì ra để chúng ta mày mò chúng ta làm. Thì chúng bạn sẽ qua được intern. Ví dụ như là một bạn làm intern mà bảo mà giao cho bạn một cái task là code cho anh một cái giao diện HTML CSS mà nó dùng thư viện Tailwind phiên bản 4 4 chấm, và bên cạnh đấy thì phải có thêm cái AnyDesign nữa. Đó. Thế thì mình phải biết được là làm sao để chúng ta implement đưa các cái thư viện đấy vào, chúng ta lấy thư viện đấy ở đâu và nó có đặc tính gì. Đó. Intern là chỉ cần biết như thế thôi. Và khi chúng ta làm bắt tay vào làm thì cũng có thể có sai sót như nào đấy, nhưng ít nhất là khái niệm chúng ta phải hiểu là cái gì. Và khi chúng ta dùng cái tool hỗ trợ như là GitHub chẳng hạn, chúng ta phải biết được là anh senior bảo mình là cái commit này của em nó bị lỗi không đạt yêu cầu, em commit lại cho anh thì commit này, thì bạn phải biết là commit lại nghĩa là gì, nghĩa là chúng ta dùng amen commit đúng không? Để chúng ta lại đè lại cái commit cũ đúng. Rồi đấy. Nắm được vài khái niệm như vậy thì chúng ta sẽ ngoài ra một khái niệm nữa này, tạo cho anh một cái pull request. Hồi đầu mình đi làm mình cũng gà mờ, bởi vì mình hồi đầu mình chỉ toàn code ở nhà không biết thử pull request là gì. Bây giờ đi làm người ta bảo mình là tạo pull request đi, mình tạo toàn sai thôi.
Các bạn vẫn cần phải hiểu là pull request nó là cái gì. Tạm với pull request, bản chất là mình trước mình không commit cái code của mình lên server vội, mà mình chỉ cho nó vào trạng thái chờ thôi. Khi nào mà cái người quản lý bạn ấy đồng ý với cái pull request này thì code của bạn mới được đẩy lên. Khái niệm như vậy bạn nắm vững được thì bạn sẽ lên fresher. Và từ fresher mà bạn muốn lên junior ấy, thì bạn cần phải nắm thêm một vài kỹ năng nữa. Đó là các bạn có thể biết được là mình sẽ phải, bên cạnh cái khái niệm người ta ra cho bạn bạn hiểu nhé, thì bạn phải biết là với các cái yêu cầu này mình cần phải liên hệ bộ phận nào. Ví dụ bạn nhận được một cái bản thiết kế của designer, và designer trong đấy có một vài cái bộ phông nó bị lỗi đó, thì bạn ngay lập tức bạn phải biết phải xử lý nhà một là có mấy cách đó. Có thể là bạn tự tìm cách bạn đào cái phông đấy, hoặc là bạn phải đi tìm cái người nào có phông đấy mà xin về. Đó, nghĩa là bạn cứ biết cách tính quốc một tí thì bạn sẽ lên được junior. Ngoài ra thì bạn phải, ngoài cái khái niệm ra, bạn phải code được mượt các cái khái niệm mà intern fresher đã biết, code mượt và hạn chế bug. Những cái task mà nhỏ nhỏ đơn giản thì bạn ra cho bạn là phải xong, và thì bạn sẽ lên junior. Và từ junior lên middle ấy, ngoài cái kỹ năng vừa rồi ra thì bạn cần phải nghiên cứu thêm, như mình đã nói đây, một vài cái bộ câu hỏi này, cả middle này. Bạn phải hiểu rất sâu, khi mà lên được middle này bạn phải hiểu rất sâu về cái bản chất của một thư viện nó đang chạy như nào, và mình phải cất tầm được nó, phải hiểu bản chất để chúng ta cất tầm nó. Ví dụ như khi chúng ta nhận một cái yêu cầu là làm một cái chart, một cái sơ đồ báo cáo chart JS, đây là thư viện mà chúng ta sẽ dùng. Ví dụ như là hôm nay Techlit bảo là chúng ta sẽ dùng thư viện này, chúng ta làm một cái biểu đồ đúng không đó. Nhưng mà thư viện này biểu đồ như này nhưng mà thiết kế nó nhìn nó khác hẳn nhau. Cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải cắt tầm lại được nó, làm thế nào mà giữ nguyên được các hiệu ứng đây. Tại sao lại chúng ta không cốt từ đầu mà chúng ta lại phải cắt tầm? Tại vì là ngoài đấy, các bạn thấy có hiệu ứng của nó đúng không? Ngoài cái hình dáng này chúng ta có những hiệu ứng của nó, các cái animation, cái tương tác của người dùng với nó nữa. Chúng ta tận dụng cái đó, chúng ta chỉ việc thay áo trong cái này thôi. Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải hiểu cái bản chất của các cái framework, thì nó là vị trí middle chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta cất tầm được những cái thư viện này rồi, còn nhiều thư viện khác nữa cơ, thì mỗi lần đưa chúng ta một cái thư viện nào mà chúng ta cũng cất tầm được thì chúng ta đã pass cái vị trí middle, lên được middle, và chúng ta đã thực sự là bắt đầu thoải mái sống, có mức sống thoải mái ở Hà Nội rồi đó. Cái việc cất tầm thư viện này thì nó là từ khóa để chúng ta tự lên được vị trí middle. Còn từ middle mà lên senior, từ khóa là gì? Cái này thì mình chia sẻ luôn, nó đi ra bất từng. Thì chúng ta phải biết tạo được các cái đi ra bất từng nó hợp lý cho từng dự án. Có nhiều cái lắm. Thì đi ra bất từng thì cứ một thời gian thì họ thay đổi nâng cấp và có nhiều cái mẫu mới. Thì làm nào chúng ta phải thuyết trình được cho team là cái design button này nó có ưu điểm gì và tại sao nó hợp với dự án này. Thì khi các bạn làm được điều đó thì chúng ta sẽ lên senior. Và bên cạnh cái việc chúng ta thuyết phục được cái design button ra, thì chúng ta phải biết cách chúng ta giao việc cho những cái vị trí dưới mình, ví dụ như là middle, ví dụ như là chúng ta nhận một cái dự án là chúng ta phải quay lại cái chart JS đi. Chúng ta cần phải làm cái biểu đồ đó. Mà chắc chắn là đã làm biểu đồ là không thể làm một cái được, mà làm rất nhiều cái. Nó sẽ làm biểu đồ dạng line này, dạng bar này, dạng area này. Đấy. Thì chúng ta phải biết là với cái biểu đồ này thì trong team mình có cái cậu này, cậu khả năng là cậu ấy làm cái này nhanh, giao cái này ném tắt này cho cậu. Còn cái biểu đồ này thì khó khó này, cái này thôi mình làm. Biểu đồ này mà
Ok, nó hợp cho cái bé kia, cho bé kia làm. Đó, nó là senior thì công việc sẽ lanh xung quanh với việc như vậy. Còn từ senior ấy, các bạn mà muốn lên được tech lead thì bên cạnh cái việc giao việc ra ấy, các bạn phải biết, phải hiểu về sơ đồ hệ thống nữa. Các bạn cần phải cái hồi mình lên tech lead thì mình có một câu chuyện như này, là mình nhận một cái dự án, hồi đấy mình đang là senior, mình đang nhận dự án của khách hàng về thì họ có một cái yêu cầu là họ muốn apply cái API của Line App và Git SDK. Cái này làm sao để ứng dụng của họ có thể là tương tác với cả tài khoản Line của khách hàng và chat được trên đấy, mình có thể đo đạc cái thông số trên đấy. Thì hồi đấy thì mình đứng ra mình nhận cái việc này, cái việc apply cái API này. Thì đến khi mà gần deploy, gần đến ngày release sản phẩm thì API này họ của bên Align họ nâng cấp và update lên version mới. Mà họ update version mới nhưng mà họ bỏ quên luôn version cũ, version cũ nó chạy lỗi luôn. Không chạy được nữa. Là trong đấy là lúc ấy là mất 2 ngày là mình code lại hết cái SDK này để cho nó đúng với cả cái phiên bản mới. Thì cũng cũng may là code kịp, code xong thì sau đấy là mình hoàn thành để mình trở thành tinh lý từ đó. Thì nhiều khi nó cũng do may mắn. Bây giờ thì mình cũng đang đi học hỏi các khóa học về tech lead nữa, thì hy vọng là một thời gian nữa mình sẽ nắm vững được cái vị trí này hơn. Mỗi vị trí này thì bên cạnh cái việc các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ trong công ty thì các bạn nên tìm tìm hiểu các cái khóa học bên ngoài nữa để xem được là thị trường nó như nào, nó thay đổi liên tục như vậy thì mình nên theo hướng nào. Chủ yếu là công nghệ nó thay đổi liên tục rồi, nên update liên tục. Đó là về làm việc nhóm. À, còn làm việc độc lập là như nào? Nghĩa là bên cạnh cái thời gian chúng ta ngồi code ở nhà, code ở công ty, thì với team ra thì chúng ta sẽ lúc sẽ thi thoảng sẽ có một vài khoảng thời gian trống. Tự nhiên lúc chúng ta lập lập trình ra được một cái task, xong rồi chờ QA test bug thì khả năng là chúng ta lôi task khác ra làm, nhưng mà nhiều khi là task cũng xong rồi. Thường một ngày 8 tiếng thì chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng nào đấy, khoảng 1 tiếng nó rảnh. Thì thường là như cá nhân của mình ý, mình hay lôi cái Udemy ra để chúng ta nghiên cứu này, và lên lên diễn đàn này, forum chúng ta quậy như thế này. Nói chung là chúng ta tìm hiểu kiến thức mới, nghiên cứu cái mới. Khi chúng ta độc lập chúng ta nên nên tập trung vào cái này. Như công ty Hybrid thì có cung cấp các cái tài khoản học online miễn phí, nghĩa là công ty đã mua rồi thì là nếu mà nhân viên công ty thì có thể là dùng nó để tham gia các khóa học. Đấy, Udemy thì một cái khóa học nó rơi vào khoảng, lúc mà sale thì nó khoảng vài trăm nghìn thôi một khóa thôi. Đấy, còn giá chưa sale nó rơi khoảng vài triệu. Thì như công ty mình thì có mua một tài khoản chung rồi thì mình có thể vào học thôi, không mất tiền nhà thế. Nhưng để làm được này thì yêu cầu về tính kỷ luật và tự giác khá cao. Thì từ khóa là gì, là bạn cần phải có một cái ước mơ, bạn cần có cái mục tiêu là nó lớn một tí. Thì mà lớn thì càng tốt thì bạn mới làm việc độc lập được. Đúng. Bạn đảm bảo được hai cái này là bạn sống khỏe ở công ty rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng nên giao lưu một vài cái hoạt động ngoại khóa nữa ở công ty nữa. Mình thì hay tham gia cái group hội kín của công ty. Mình đi quan
Đấy, có thời gian bạn chơi game với cả mấy anh em công ty và rủ nhau đi ăn chơi ăn nhậu để ăn cũng được. Là một tip về làm việc công ty. Thực ra thì mấy cái ông dev này thì cũng cũng dễ chịu lắm, không không có vấn đề gì đâu. Thực ra môi trường làm việc cũng dễ chịu, nhìn chung là dễ chịu, không vấn đề gì. Tóm lại là sướng, mình đang thấy là cái nghề này khá là sướng. Có điều là tóc hay bạc thì thôi. Ở công ty thì mấy ông mà hay cốt nhiều thì tóc hay bạc lắm. Ngoài ra thì mọi thứ nên đều ổn cả, không vấn đề gì. Đó là phần chia sẻ của mình. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta có thể gây lên, hoặc là chúng ta có thể gửi lại sau sau buổi này. Còn về các cái liên quan đến bộ câu hỏi phỏng vấn hay là slide của buổi hôm nay thì các bạn có thể liên hệ các ban tổ chức để lấy link. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia lắng nghe buổi chia sẻ hôm nay. Mentor Lĩnh, chúng ta cũng còn một chút thời gian thôi nên là chắc là chúng ta sẽ đi lướt một vài câu hỏi của các bạn gửi đến chương trình ạ. Hiện tại thì mình có thấy là có một vài bạn có như là bạn Nguyễn Ngọc Tân có đang gửi đến câu hỏi đến chương trình, và câu hỏi này bạn cũng có gửi qua file đăng ký từ trước. Bạn Tân có viết là mình mới biết C cộng cộng, không biết là sau khi học xong 3 chứng chỉ đầu của chương trình chuyển tiếp đại học, liệu có thể apply vào công ty hybrid của mentor không? Cảm ơn câu hỏi rất hay. Xin chia buồn với bạn là công ty mình thì không đang hiện giờ đang không có tuyển ngôn ngữ C cộng. Tuy nhiên là nếu các bạn muốn tham gia thì mình hướng các bạn là nên học học thêm một cái ngôn ngữ nữa, vì khi mà các bạn đã học được C cộng rồi, các bạn chuyển sang Golang này, này thì về tinh thần của hai ngôn ngữ này nó cũng cũng gần giống nhau thôi. Đó, thì các bạn sẽ apply cái vị trí intern hoặc là vị trí fresher. Thì nó dễ. Mình đoán là nếu các bạn đã học được C cộng, bạn học Golang thì mất khoảng đâu đấy khoảng 1 tháng đến 2 tháng thôi. Hai cái ngôn ngữ này nó cũng khá giống nhau. Và Golang còn dễ hơn đấy. Đó là câu trả lời của mình. Còn về C cộng thì trên thị trường thì nếu bạn có mấy ngạch để phát triển theo C cộng cộng, nhất là game. Game thì bạn theo Unreal thì nó chỉ là về C cộng cộng. Ngoài ra thì các bạn theo cái liên quan đến lập trình nhúng, lập trình nhúng đó. Thì đấy là hai cái mình thấy là khá là hot. Đương nhiên là về C cộng cộng thì không phải chuyên môn mình. C cộng thì nó khá là khó và nó chủ yếu liên quan đến hệ thống hơn. Còn đây là hai cái mà mình theo kinh nghiệm mình, bạn cứ lập trình nhúng này và Unreal, hai từ khóa này cho mình. Các bạn tìm một việc mà nó liên quan đến hai cái này thì khá là nhiều việc cho bạn. Nên mình không biết có câu hỏi nào Có chứ ạ. khác Tuy nhiên rồi ạ. Cảm ơn mentor. Câu hỏi tiếp theo của bạn là Trần Nguyễn Đàm Nhiên. Bạn Nhiên có hỏi rằng là ngoài tech lead ra thì front-end developer có thể phát triển theo con đường nào khác nữa không ạ? không? Có chứ. Bạn mình có người bạn gọi là sếp cũ của mình. Bạn ý làm front end, bạn từ front end này full stack luôn, thì bạn ý mở luôn công ty riêng luôn, thì đấy cũng là một hướng. Bây giờ bạn ý đầu tiên là bạn làm freelancer nhé. Freelancer thì bạn ý lên được top của trang freelancer ấy rồi thì cũng 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 chất chơi. Một mình một ông Việt Nam giữa một đống Ấn Độ với cả Mỹ đấy, sau đấy bạn lấy được rất nhiều việc về thì bạn mở công ty. Đấy là một hướng. Còn Hiểu trong sơ đồ tổ chức của một công ty mà bạn muốn làm một cái người làm thuê chuyên nghiệp thì mình cũng đang chưa nghĩ ra hướng nào khác này. có một câu hỏi này liên quan đến AI nhưng mà mình thấy là khá là thú vị.
nên là chắc là mình cũng vẫn sẽ đọc cho mentor. Hiện nay thì em thấy hầu như rất nhiều sinh viên và thậm chí là cả những lập trình viên đã đi làm rồi có một nỗi lo đó là sẽ bị AI thay thế. Nhưng mà hầu như em chưa thấy ông lớn nào trong công nghệ hay là những anh lớn trong ngành lập trình kêu ca than vãn về vấn đề này. Liệu có huyền cơ nào ở đây không và em cần trang bị gì để đứng trước cái cơn bão tinh thần này ạ? Câu hỏi của bạn nghe hay đấy, Ừ. chắc là bạn học cũng giỏi văn hỏi câu hỏi như vậy. Cho nên theo mình thấy thì mấy ông bạn lớn, mấy anh lớn thì anh bận lắm, không trả thời gian để mà kêu ca đâu. Với cả khi mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử ấy, ngành toán này, thì từ cái lúc mà phát minh ra máy tính thì cũng nhiều ông cũng run lắm, cũng sợ là máy tính nó thay thế mấy ông, mấy con người trong việc tính toán. Nhưng bây giờ thực tế là ngành toán bây giờ người ta vẫn còn đúng không? Đã mất ngành toán không? Ngành lập trình này mình nghĩ là cũng chưa chưa thể mất được, ít nhất là trong trong kiếp này của mình. Các bạn yên tâm mà theo không vấn đề gì. Còn là để còn đương nhiên là mình cũng phải để thích nghi với cả xu hướng AI bây giờ ấy, thì mình có vài cái tip cho các bạn. Đây là cái AI bây giờ nổi tiếng nhất thì cũng có cái con chat GPT đúng không ạ? Đây. Đây là cái lịch sử chat GPT của mình. Đây là bản 3.5. Thì mình thời gian mình rảnh ấy, thì mình lên các cái trang như Udemy hay những cái trang mình ở nước ngoài mình xem ấy, thì nhiều cái mình không hiểu. Thì mình hay hỏi. Hay hỏi chat GPT để chat GPT giải thích lại bằng tiếng Việt cho mình ấy. Mình nhìn nó cũng dễ hiểu hơn. Đó. Đấy, lịch sử chat. Ngoài ra thì mình cũng có đã từng bắt bắt lỗi thì ChatGPT trên này cãi nhau ấy, cũng hay. Xong rồi ChatGPT cũng phải xin lỗi mình, xin lỗi về sự nhầm lẫn mấy lần rồi đấy. Đó đấy. Ngoài ra nhé, đây là bản 3.5 nhé, bản 4 ý. Thì đây để mình kéo bản 4 ra cho bạn xem. Bản 3.5 thì free rồi. Đây là bản 4. Bản 4 thì chúng ta có một cái phần đính kèm tập tin này đó. Khi chúng ta khi đến một cái level nào đó thì bạn sẽ cần phải viết tài liệu, bên cạnh việc code thì bạn phải viết tài liệu, bạn phải giải thích được cái hệ thống nó như nào để cho cả team người ta còn làm theo đúng không? Thì để tập hợp được bộ tài liệu chuẩn ấy, thì nó có quá nhiều nội dung luôn, thì mình có thể mình dùng ChatGPT này mình phân loại cho mình luôn. Có một lần mình dùng ChatGPT để phân loại cho mình là có 10 cái tool test, automation test này, thì bạn chỉ phân loại cho mình là nó thuộc nhóm nào mà nó có thể điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì. Đó. Nó đọc, nó phân tích cho mình trong vòng khoảng 2 phút. Còn nếu mình tự đọc thì chắc mất mấy ngày. Còn nói về code của ChatGPT thì nói chung là nó cũng khá là sơ sài. Nó không nó không theo một cái đây, ví dụ như cái phần này handle this set này, này cái này code này của ChatGPT là code cũ thì ngày xưa khi mà React họ đang dùng cái class để họ định nghĩa một component, còn bây giờ thì React họ không dùng class nữa rồi, dùng sang function rồi, sang hook rồi, thì code này vẫn là code cũ này đó. Để mà dùng được cái code của ChatGPT nó vẫn chưa được vì code khá là sơ sài, vẫn cần lập trình viên để xử lý. Đúng. Có những người mà đang giỏi nghề rồi, người ta không sợ mấy con chat này đâu, người ta còn chơi luôn với nó luôn đấy, cứ vui Vâng. mà. Cảm ơn mentor. Có câu hỏi đến từ bạn Triệu Chí Công, bạn có nhắn trên group chat đấy là em chào mentor ạ. Mentor có thể chia sẻ thêm về thời gian mentor làm freelancer được không ạ? Về các về một số project và kỹ năng cho các project đó. Okay. Cảm ơn bạn. Thời gian mình là freelancer là cách đây khoảng 5 năm rồi. Hồi đấy là tức là cũng gia đình mình cũng có một xưởng in. Thì lúc ấy thì mình trong quá trình mình giúp gia đình, hồi đấy mình học cũng học thiết kế xong rồi, cũng giúp gia đình, phụ giúp gia đình làm thiết kế, thì có gặp một vài cái trường hợp mà khách hàng họ muốn in một vài cái mã QR code để dán lên mỗi sản phẩm của họ, và làm sao để quét được mã QR code đấy ra được tất cả thông tin sản phẩm, có cả hạn sử dụng luôn.
thì mỗi một cái QR code đấy là một ID khác nhau. Có một cái đơn đặt hàng người ta có khoảng 20 đến 30 nghìn cái mã như vậy. Thì mình có hồi đấy thì mình cũng tự mày mò nghiên cứu viết ra một cái web rồi bán thôi, một cái tem đấy nó khoảng rơi khoảng vài trăm đồng, nghĩa là tự dựa vào cái nền tảng gia đình. Còn để mà làm freelancer mà chân chính phi hẳn như những cái trang như là freelancer đấy, thì mình nói thật là mình lên đây mình chưa chưa cạnh tranh được độ trên này, mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm đó. Bạn có thể mình thấy bạn mình làm trang Fiverr này cũng ok này đấy bạn. Theo nếu mà bạn muốn làm freelancer mình gợi ý là nên lên trang như Fiverr này, bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản đó, thậm chí là Udemy nhé, có một hẳn một cái chương về freelancer luôn. Thì mình cũng có tham gia đọc học đây đấy, làm nào là trở thành freelancer thì họ hướng dẫn cho mình cái tech stack để mình tập trung vào. Freelancer thì mục tiêu theo mình có xem qua thì mình tổng kết được rằng là freelancer thì mục tiêu là mình phải cốt nhanh nhất và ra sản phẩm nhanh nhất. Một trang web này thường họ chỉ cốt trong khoảng 3 tuần thôi. Nên những cái trang mà giới thiệu về công ty, những cái trang gọn nhẹ đó về cực nhanh thì nó trên này có này. Mấy ông thế này thì khủng lắm, profile toàn là làm ở Google rồi, trong lúc Silicon Amazon các kiểu, xong rồi ông lên mấy trang freelancer làm profile khủng đây. Đấy. Nếu bạn muốn tham gia freelancer thì bạn có thể tham khảo một vài nguồn như mình gợi ý cho bạn. Vâng ạ. Có bạn Nguyên có gửi đến câu hỏi là vậy thì các kỹ năng về database và backend trong CV của anh là anh học khi đang ở cấp nào của frontend và có giúp ích gì cho công việc của anh không ạ? À, mình học đó cái đó từ khi mình chưa đi làm thôi. Cái kỹ năng đó thì mình biết phải biết. Tại vì một front end thì mình cần phải giao tiếp, thứ nhất là với designer này, thứ hai là với back end nhiều để ghép nối các phần với nhau ấy. Thì khi back end họ, họ gửi cho mình những cái thông tin thì mình phải hiểu. Thì mình học tốt nhất là học song song. Còn đương nhiên là trong quá trình mình học như vậy thì mình phát hiện ra là mình còn năng khiếu về front end hơn, có thể là vì mình có cái đã từng học thiết kế rồi cho nên là mình cảm thấy front end nó hợp với mình hơn thì mình sẽ đẩy mạnh vào front end. Mình nên học song song để mình tìm hiểu, đó là lời khuyên của mình. Có bạn Đặng Hoàng Quân có gửi đến câu hỏi là anh Lĩnh hướng dẫn các môn nào ở Phoenix, em học môn Red từ tháng trước rồi, còn một môn Node phải học thì đi Inter tìm việc thế nào ạ? Ừ. Nghĩa là từng câu hỏi một nhé, nghĩa là mình đang tham gia mentor môn nào được. Thời gian gần đây thì mình đang khá là bận nên tạm thời mình đang dừng không mentor được, nên là có một vài chương trình như talk thì mình sẽ xuất hiện thôi, còn chắc là trong khoảng 1-2 năm tới, thời gian tới là mình sẽ quay lại trở thành mentor. Còn câu hỏi tiếp theo của bạn là gì nhỉ, bạn Hà nói lại được không? Bạn ấy có học xong cái môn Rave từ tháng trước rồi. Mình không chắc là mình có đọc đúng cái từ này nữa không. Chắc là ở trong book chat ạ. Và còn một môn Node phải học thì đi Inter tìm được thế nào? Node. Anh của mình cũng không được tốt À, lắm. một React à, rồi rồi học xong React thì tháng trước và một môn Node.js thì quan trọng là bạn muốn intern React hay là Node.js. Lời khuyên của mình ý, thì bạn nên xin intern React, tại vì Node.js giờ cũng khá ít việc, thường là phải cực kỳ là ngôi sao thì sẽ tìm được Node.js. Còn React thì với những người mới thì có thể là dễ hơn. Còn để mà bạn xin đi được intern thì bạn thứ nhất là bạn nên có xây dựng một cái profile tốt cho bản thân mình đã. Đây, ví dụ như mình có xây dựng một trang web là tên là lĩnh.net này. Đó. Các bạn có thể dành thời gian bạn tự build một cái website giới thiệu bản thân. Đó. Mình, ok ạ. Đấy là về xây dựng profile nhé. Tiếp theo là
về quá trình bạn đi xin việc thì bạn nên tham gia các cái group, và ví dụ như là group nhé. Đó, thấy không? Có những người cha mà 10.000 người đây. Đang tuyển. Mà có biết là intern cũng hơi khó kiếm thật. Bây giờ cái đây khoảng 2 năm thì dễ hơn. Thì bây giờ bạn chịu khó đọc ở trên này, xem cái trang đây toàn những cái thông tin tuyển dụng trên này này. Đó, bạn tìm rồi bạn liên hệ với cái người trên này này nhé. Ok. Đó là cái tip của mình. Còn còn nếu một cái khác nữa thì là bạn nên hỏi những cái người thân xung quanh, có những ai đang làm việc liên quan đến ngành này mà công ty họ tuyển intern nữa, thì bạn nếu mà bạn có người quen mà bạn xin được vào thì tuyệt vời luôn. Đó là mấy cái nguồn để bạn có thể xin việc. Chúc bạn là thành công về mặt. Bổ sung thêm một chút câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Tân ạ. Tức là lúc nãy là bạn Tân có muốn hỏi về cái cơ hội để có thể là apply vào hybrid của mentor. Rồi bạn có flex là bạn biết C và C cộng cộng, nhưng mà bỏ sót mất một vấn đề, đấy là bạn muốn hỏi là sau khi học xong ba chứng chỉ đầu của chương trình chuyển tiếp đại học thì liệu lúc đấy bạn ấy có thể có cái cơ hội để ứng tuyển vào công ty hiện tại của mentor không ạ? Mình nghĩ hoàn toàn có. Mình cũng xin flex một chút là công ty mình thì cũng hay qua các cái trường đại học và hay cũng có tổ chức các buổi để cho sinh viên đến tham quan công ty, là bạn cũng có thể lên công ty để tham quan, hoặc là bạn tham gia các buổi hội thảo hỗ trợ việc làm thì cũng, công ty mình cũng có hay xuất hiện ở đấy. Đấy. Còn C cộng cộng và C thì nó không phải là ngôn ngữ mà công ty mình đang tuyển. Thì nếu mà bạn thích công ty mình quá thì có thể chuyển học sang Golang, thì nó sẽ là cách nhanh nhất để bạn có thể vào được công ty mình. Là lời khuyên của mình. Vâng, cảm ơn mentor. Và để tránh cái trường hợp là chúng ta bị ngắt giữa chừng bởi vì là chúng ta cũng đang quá giờ mất một chút rồi nên là cái chương trình cũng có giới hạn về thời gian nên rất tiếc phải nói lời tạm biệt các bạn tại đây. Và rất cảm ơn mentor Phạm Biết Hồng Lĩnh đã dành thời gian quý báu để đến với chương trình X-Talk ngày hôm nay với những chia sẻ kinh nghiệm rất là đáng quý và cũng như là mang cái giá trị định hướng hết sức thực tiễn dành cho sinh viên Phoenix vừa rồi. Và rất mong sẽ được gặp lại mentor trong những chương trình sắp tới. Một lần nữa thì thay mặt chương trình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đại gia đình Phoenix. Xin cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành và chúc cho những phấn đấu trong làm việc, học tập của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và đạt được những thành quả rực rỡ trong năm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại vào tối thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.